Ngày nay thì hầu như các gia đình luôn có sẵn bia hoặc là rượu trong nhà, phòng khi có khách tới chơi. Việc sử dụng bia rượu đã trở nên phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi nói như vậy vì theo một số liệu mới công bố gần đây thì có tới gần 60% các hộ gia đình thường xuyên sử dụng rượu bia. Chúng ta cũng trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về việc tiêu thụ rượu bia. Ước tính là khoảng 3 tỷ lít bia và gần 68 triệu lít rượu. Vậy chúng ta đã tốn kém tiền cho rượu bia như thế nào và những nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp phải khi uống rượu bia ra sao? Ở các gia đình sống dưới ngưỡng nghèo, số tiền chi cho rượu bia tương đương 146 cốc bia rượu một năm. Nếu dùng số tiền này để mua sữa cho trẻ em thì trẻ nhỏ sẽ được uống 122 cốc sữa một năm, thay vì chưa đầy một cốc như hiện nay. Không những thế, có tới gần 67% người lái xe ô tô và 36% người đi xe máy nhập viện vì chấn thương giao thông có nồng độ cồn cao hơn mức cho phép. Một phần năm các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam có nguyên nhân từ rượu bia. Rượu bia cũng là nguyên nhân lớn nhất gây ra trên 33% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Rượu bia là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, trong đó gây ra 20% ca tai nạn giao thông, 50% ca tử vong do sơ gan.